nói chuyện một chút nhá. 살며시 내게로 다가온. Nhưng mà mọi người đã vẫn theo dõi Châu thì vài năm gần đây thì Châu đã cố gắng mỗi ngày sống xanh và sống sạch hơn. Và Châu nghĩ là đó cũng chỉ là một cái thói quen của chúng mình thôi. Giống như là việc ngày xưa Châu cũng có một thói quen xấu như là mình ra ngoài đường, mình quên tắt đèn, mình bật điều hòa cả một ngày, mình đi ra ngoài mình ăn đồ nhựa, đồ ăn một lần, đồ ăn nhanh, và mình mua những cái cốc nhựa hay là đồ nhựa sử dụng một lần rất là nhiều. Và ngày đó thì Châu nghĩ là mình rất là khó để có thể thay đổi. Nhưng mà Châu nghĩ là tất cả chỉ là thói quen thôi. Bây giờ thì mỗi ngày mình đã thay đổi bằng việc là mình sẽ bớt sử dụng đèn đi những lúc không cần thiết. Mình biết cách là dùng điều hòa lúc nào cần thôi. Mình có thể là đóng những cái hộp inox, ăn cơm ở nhà mang đi. Mình mua những cái cốc thủy tinh hay là cốc inox để mình để cà phê, mình sẽ không dùng cốc nhựa nữa, hạn chế đi. Và mỗi ngày thôi thì Châu nghĩ là bây giờ Châu đã có thể làm được tốt hơn rất là nhiều so với ngày xưa rồi. Và Châu biết rằng một người thì khó có thể thay đổi, nhưng một người thì sẽ thành hai người, ba người, bốn người, hàng trăm người và hàng triệu người. Chúng ta có thể tạo thành một cộng đồng xanh và trở nên lớn mạnh hơn. Mình là đại sứ của tắt đèn bật ý tưởng. Các bạn hãy cùng mình việc nhỏ mỗi ngày đổi thay trái đất.